Chào các bạn, hôm nay công ty đang chuẩn bị đóng đơn hàng cho khách nội thành Hồ Chí Minh. Đây là chai nhựa mục đích. Thì bên công ty là chai nhựa bên mình là sẽ có đặc điểm là sẽ có in logo tên của công ty lên chai dọc hai thân chai. Thì giá mục đích bên mình là 250.000. Nếu mà mình lấy số lượng trên 10 lít, công ty sẽ tính giá 180.000. Giá này là giá ưu đãi nhất. Thì đây là đơn hàng mà bên mình đang chuẩn bị đóng gói để giao cho khách. Còn đây là sản phẩm nghệ vàng. Bên mình thì một gói như vậy là có dung lượng là 200g. Thì giá là 40.000 một gói như vậy. Này là mình đang chuẩn bị đóng hàng cho khách đặt số lượng nhiều. Này là khách vừa lấy tinh nghệ, nghệ đen và nghệ vàng. Này khách còn lấy thêm một thùng 500ml nữa. Đây là đơn hàng mà mình chuẩn bị giao cho khách sỉ Hồ Chí Minh. Họ này khách lấy vừa tinh nghệ, vừa nghệ vàng và nghệ đen. Và thêm thùng mật ong nữa. Này là mình chuẩn bị đóng đơn giao sỉ. Khách đặt 2 thùng 1 lít. Đây là đơn hàng mà công ty chuẩn bị đi giao cho khách này. Đã xong đơn hàng ngày hôm nay rồi á. Giờ là mình chuẩn bị giao cho shipper đi giao cho nội thành Hồ Chí Minh. Giờ là các bạn đang chuẩn bị chia đơn rồi đi giao hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.